Dạ con chào ngoại. Ngoại mày bán gì vậy ngoại? Bán cá sặc nè chú ơi. Cá sặc không ngoại? Dạ. Cá này bây giờ 1 ký bao nhiêu ngoại? Ký 35 ngàn. Trời sao rẻ dữ vậy hả ngoại? Bởi vì ngay chân cái vụ mà người ta bơm nước nè. À dạ. Rồi cái này ai cũng có hết, thành ra rẻ. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 76 tuổi. Dạ. Cái này là chắc mình mua đi bán lại không ngoại? À, không có. Có thằng cháu nội nó 12 tuổi rồi. À. Nó đi mò người ta bơm nước cạn đó rồi mấy cái chủng chủng đó rồi dạ. Nó mò nó bắt. À dạ. Rồi cho ngoại đem ra bán nữa ha. À. Ngoài ngoại bán hết cái này thì được 5 ký, chắc con nghĩ 5 ký không ngoại ha. Không có đâu. 3 ký trở lại hả? 3 ký là khoảng có 100 ngàn thôi. À. Dạ. Dạ. Mà ý là làm sẵn hết vậy đó ha. Ừ, mà dạ. Muốn chết chú ơi, tối ngày qua hai bà cháu mà muốn chết luôn. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Giờ thì đi cà gung gung có 2 cái đầu gối nè. Dạ. Đi cái xuồng ta đắp đập rồi đó. Dạ. Rồi bơi lại đập rồi thằng cháu nó lên bờ nó nóng cộng cái xích vậy nè, nó bệnh mạnh vô rồi bò nóng cộng cái xích ăn bò lên. Trời ơi. Không có nó đâu có đi được. Dạ. Nhờ có thằng nhỏ đó. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với ngoại nha. Yeah. Hôm nay con thay mặt một nhà hảo tâm đó là chị Dung ở bên Mỹ. Yeah. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Nhân dịp năm mới thì ngoại chuẩn bị 77 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Còn ngoại... tháng mai 2 tháng gì nữa. Yeah. 77 rồi. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Yeah, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ mong mai bán đắt nha. Nhiều đây bận tôi 2-3 ngày rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Một ngày hai bà cháu là mần là được nhiêu đó. Dạ. Nó mò gì rồi hai bà cháu mần á. Dạ. Nhiêu đây là mừng dữ lắm, mừng rồi. Dạ mừng dữ. Lát cháu nội nó đợi nó mừng nó nhảy tưng tưng chân quay. Dạ. Nội nội có thích nghe giảng pháp không? Nghe giảng thích, pháp. Thích dạ. Dữ lắm. Mà từ đó về nội có máy không? Có ở chùa cho ăn cái mà giờ hư rồi, hư lâu rồi. Hư rồi ha. Bằng đêm đem vô mùng kêu thằng cháu bắt cho nội nghe. Dạ. Mê dữ lắm mê. Hôm nay là con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho nội một cái máy giảng pháp mới nha. Yeah. Dạ nội lấy giùm con một cái đi nội. Là cái nước trong này đó hả? Dạ đúng rồi, kinh kinh niệm Phật rồi trong đó đó. À. Dạ cái này là cái cục sạc. À. Rồi con chúc nội chúc ngoại sức khỏe nha. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chúc cho bà này là đúng chỗ. Dạ. Bữa nay không có thằng cháu đi bán. Dạ. Hai thằng cháu đi bán này chú rất thương luôn. Dạ. Văn lưới bán cá đi. Dạ. Ra. Con nhìn con biết à. Cảm ơn cô. Rất thương lắm. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cảm dạ. Ơn chú nhiều nha. Dạ buôn bán bán đất. À. Con chào ngoại. Dạ. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Rồng Riền, tỉnh Kiên Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của hai nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bà con khó khăn ở tại đây. Đầu tiên thì em còn giữ 1 triệu. 1 triệu của chị Dung ở bên Mỹ mà em phát chưa có hết, thì bữa nay em sẽ phát cho hết. Ngoài ra thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí là gửi cho em là 10 triệu. Kèm theo đó thì cô chú anh chị có thể thấy đây, đây là 20 cái máy giảng pháp mà anh Chí mong muốn gửi đến cho các đoàn ngoại lớn tuổi để nghe kinh, bớt về đau nhức, bệnh tật, cũng như là có một cái sự may mắn trong cái cuộc sống. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại quay bán gì ngoại? Hả? Ngoại bán gì vậy? Bán này không nè. Dạ. Mấy cái này là ngoại đồ nhà hay ngoại mua bán lại? Mua bán lại không? Dạ. Ở đầu người ta đấy. Ở đầu người ta nữa hả? Ở đầu đất người ta đâu có chỗ chồng. Dạ. Còn ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 82, còn mấy ngày tháng nữa 83 rồi. Trời ơi, chúc mừng sức khỏe của ngoại. Ừ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Trời, cũng ghê ghê hoài con ơi. Dạ. À, ngoại có gia đình không? Có. Dạ. Con cũng lớn hết rồi ha. Con đi tứ tán chân, con có 2 chồng già nè. Dạ. Còn một ngày mình bán cái này mình lời được khoảng nhiêu ngoại? Trời ơi, ngày lời 30-40 ngàn. Ủa ít gì không ngoại? Bán giùm ta cho tiền. À để bán giùm người ta đó ha. Ừ. Vậy là ra ngồi chợ ha. Ừ, dạ rồi. Cho tiền, người ta ngồi đây người ta cho gạo, cho đồ mình ăn vậy. À con hiểu rồi. Hôm nay là con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm là chị Dung ở Mỹ có phần lì xì tặng cho ngoại. Mua ít đồng nhiều. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Cảm ơn nha con, cầu chúc con mạnh giỏi hoài nha. Dạ. Dạ mua mai bán đắt nha ngoại. Cầu chúc cảm dạ. Ơn nha con. Dạ. Được nghiệp. Ngoại có thích nghe máy giảng pháp không? Hả? À, ngoại bên đạo gì? Đạo Phật. À, ngoại nào giờ có máy nghe pháp, máy giảng kinh gì không?
có. Dạ. Mà không có tiền mua cái điện thoại đó. À, nghe mình vợ đặng mà mình đọc kinh đọc đồ nè. Dạ. Ở trên Bình Dương ta gửi gì cho mình niệm Phật niệm đồ nè. Dạ, là cái dòng niệm Phật đó ha. Hôm nay là con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nha, máy nghe kinh. Ngoại lấy giùm con đi ngoại. Đây hả? Dạ. Trời ơi, trời tội nghiệp không? Dạ. Này quý quá rồi. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Này cục sạc. Dạ. Cái máy trong đó với sợi dây trong đó nha ngoại. Cảm ơn em chú ơi. Chú dạ. Của người sống bằng đống vàng là chú được đống vàng. Cảm ơn ngoại. Dạ. Có trong số đó, đặc biệt là kiếm tôi. Dạ rồi. Rồi con chúc ngoại sức khỏe. Mua cảm ơn. Cảm ơn dạ. Nghe con. Dạ. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ con chào nội. Nội nội bán gì nội? Dạ bán rau. Dạ bán rau, bán đậu rồi ha. Dạ, nội cho con xem mặt cái được không? Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 80 rồi cậu. 80 hả nội? Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Vậy chứ mình nghèo mình đi bán cậu ơi. Dạ, vậy là khó khăn quá nội ha. Mình ra mới đi bán. Một ngày mình lời được khoảng bao nhiêu nội? Mấy chục hả? Ít dữ vậy hả nội? Dạ. Dạ. Đây là gian hàng của nội bán nè cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ sử dụng tới số tiền 1 triệu của anh Chí nha cô chú anh chị. Hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, có phần lì xì tặng cho nội. Cố ích lòng nhiều. Chúc nội sức khỏe. Cảm ơn cậu. Dạ mua mai bán đắt. Dạ gửi tặng nội. Dạ. Nội có thích nghe Pháp, nghe giảng Pháp, đọc kinh gì không? Dạ không biết chữ. À, không biết chữ nhưng mà nội có thích nghe không? Dạ thích. Dạ nội bên đạo gì? Dạ, đạo Phật. Đạo Phật nha. Dạ. Để con xin anh Chí tặng cho nội một cái máy nha. Dạ nội lấy giùm con đi à. Dạ cái nào cũng được nội. Giống nhau hết. Này là cái máy giảng Pháp. Này cục sạc. Rồi chúc nội sức khỏe nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán mắm con. Bán mắm hả ngoại? Dạ. Ngoại bán mắm cá gì vô ngoại? Này cá lóc đồng không dạ. À cá lóc cá rô đồng. Dạ còn cá này cái gì ngoại? Cũng cá lóc nhỏ cậu. Dạ ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 73. 73 rồi dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Sức khỏe hả? Nó gai cột sống rồi giờ nó nhức thần kinh tọ, nó nhức khớp. Dạ bệnh nhiều quá vô ngoại? Dạ. Dạ bây giờ cá này ngoại bán bao nhiêu một ký? Cái này được 250, cái này 200. Dạ. Cái này 150. Dạ. Một ngày mà mình trừ hết chi phí thì mình lời được khoảng bao nhiêu ngoại? Dạ, cái này của nhà mình đó cậu. Dạ, là bữa nào có thì mới bán. Dạ, lâu dạ. Lắm 8 tháng mới bán đó. 8 tháng mới bán. Dạ, dạ mình cho mình ăn sống nó ngon á cậu. Dạ đúng rồi, để cho nó ngon thì là ngon mới đem bán cho khách. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, cảm ơn cậu nha. Dạ, cảm ơn ngoại. À. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe. Dạ. Và muôn may bán đắt. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Dạ. Ngoại mình bên đạo gì ngoại? Đạo Phật. À, từ đó tới giờ ngoại có hay nghe Pháp hay giảng Pháp gì không? Dạ không. Ngoại không có máy hả? Dạ không có, nghèo dạ. Lắm cậu, ở giữa ruộng vậy. Ở giữa ruộng luôn. Bây giờ nhà cửa nó rủng hết trơn, dục mưa hết rồi. Dạ. Rồi hôm nay con thay mặt anh Chí. Dạ. Tặng cho ngoại một cái máy nghe kinh. Dạ. Máy giảng Pháp. Dạ. Dạ. Ngoại ha. Dạ. Có được mừng lắm cậu. Dạ. Tay ngoại lấy giùm con nha ngoại. Ở đây hả cậu? Dạ đúng rồi. Ngoại lấy cái nào cũng được, nó giống nhau hết. Giống nhau không hả? Dạ. Rồi cái này làm sao hát gì đâu cậu, chỉ giùm đi. Dạ rồi. Đây ngoại muốn chỉ thì con hướng dẫn cho ngoại nha. Dạ. Cái này cục sạc nè ngoại. Dạ. Yeah. Nào giờ có biết gì đâu cậu. Dạ. Tầng ngoài ở giữa đồng nó cũng hơi khó. Dạ con chào bác. À, bác bán vé số hả? Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. 62, dạ. Bác có thể nói cho con biết gì sao mà mình mất cái chân không bác? Bị thiếu đường đó, rồi nó ở ngoài bầu nó bắt cá nè. Dạ. Rồi cà tới cà lui cứ nó bể đi nó. Rồi giờ phải cưa cái chục. Chân gì đó ha. Dạ, cưa 4 tháng mấy. Dạ. Bây giờ một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ sao bác bán ít vậy? Không có số. Dạ, vé số không có nhiều ha. Hôm nay là con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần quà nho nhỏ tặng cho bác, cú ích lòng nhiều. Chúc bác sức khỏe, phục hồi nha. Dạ, mua mai bán đắt.
Dạ. Bác có thích máy, bác có thích nghe giảng pháp kinh Phật được không? Dạ có. Mà bác có cái máy cho nghe không? Không, chưa có máy. Chưa có ha. Rồi con xin anh Chí tặng cho bác một cái máy luôn nha. Bác lấy dùm con đi bác, cái nào cũng được bác. Rồi bác lấy cái cục sạc ở bên hông dùm con nè bác. Rồi chúc bác mua bài bán đắt nha. Phục hồi sức khỏe. Chào bác. Dạ, chào bác. Dạ, con chào nội. Rồi, nội bán gì nội? Bán đủ thứ nè. Dạ. Chiều cái đi hái, sáng đi bán. À, chiều đi hái rồi sáng đi bán. Mà tới giờ này nội dọn ra hình như hơi trễ rồi nội. Có dọn ra nè. Dạ. Nội cho con xem mặt cái được không? Được, da phụ rồi. Dạ. Bảy mấy rồi nội? 75 rồi hả nội? À, một ngày mà nội hái là nội hái buổi chiều hả? À, bây giờ đi chợ về mới bắt đầu hái. Dạ. Hái cái lạc tới tối 7-8 giờ mới rồi lại kia nội vậy đó. Dạ. Cái tháng đi bán. Dạ, nội cho con xem mặt cái được không? Được. Dạ. Hôm nay là con thay mặt một ngày mà nội bán hết cái này mình lời được khoảng nhiêu nội? Của nhà ba không có lời. Dạ. Bán ế, có bữa ế không có đâu. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí nha, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần quà nho nhỏ tặng cho nội, cú ích lòng nhiều. Chúc nội sức khỏe giữ gìn và mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. À, dạ nội, nội mình bên đạo gì nội? Dạ. Nội bên đạo gì vậy nội? À, nội có thích nghe pháp giảng kinh gì không? Thích lắm chứ. Dạ. Giảng lần nghe. Mà nội có máy nghe không? Không, không có điện thoại. Rồi, hôm nay con thay mặt anh Chí luôn tặng cho nội một cái nha. Nội lấy giùm con một cái đi. Dạ. Rồi, nội lấy cái cục sạc bên hông giùm con luôn. Cũng là tấm lòng của anh Chí ha, tặng cho nội. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn. Lấy đồ đó đấy. À. Vậy là nãy giờ là ngoại đi lấy đồ bán ha. Này đâu có gì thì. Dạ, ngoại hình như người Khmer phải không? Khmer. Dạ. Người Miên. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 70 rồi. 70 ngoại? 75. 75 hả? Dạ. Một ngày mà mình bán trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu tiền lời ngoại? Trời ơi, có khi không có một bạc nữa. Dạ. Có khi không có đồng xu hả? Đi xe đạp kìa. Thì mở kinh luôn hai lần. Dạ. Rồi nhiều khi bán cũng không có tiền đem về nó nhiều rồi hết. Dạ đúng có rồi. Vợ chồng già đó. Dạ. Không có nhà vợ sưng có trò này nữa. Dạ. Vậy chứ con ổng mất rồi con cũng khổ. Hôm nay là con xin phép anh Chí ở bên Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại phần quà. Cú ích đồng nhiều nghe. Cảm ơn con. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Trong nhà bác cũng mừng. Có chồng cũng càng còn mừng nó mua được gạo. Dạ. Hai vợ chồng già. Dạ, mua mai bán đất nha. Dạ, chào bà con. Dạ, nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 74 rồi. Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Trời cũng bệnh hoà, có cũng bán những tiền nha. Dạ. Bây giờ nội bán được một ngày bao nhiêu tờ? Bán một ngày có 100 nha, 70 nha coi. Dạ. Nội bên đạo gì? Nội bên đạo Phật. Đạo Phật hả? Dạ. Nội có máy nghe pháp, giảng pháp không? Dạ. Nội không có đâu. Ha. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho nội phần quà. Dạ. Cú ích đồng nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ, mua mai bán đắt nha. Cảm ơn. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Con xin anh Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe pháp nha. Dạ. Máy niệm Phật. Dạ. Dạ. Cái nội về nhà nội nghe nha. Dạ, rồi, rồi. Dạ. Này cục sạc là nội bỏ vô như nội. Dạ, thay mặt chú Chí tặng cho con nha. Con cảm ơn chú. Rồi, ngoan. Chào con. Ngoan, trời ngoan quá vậy. Dạ, con chào nội. Dạ, nội, nội bán gì vậy nội? Bán sao sao? Bán sao hả nội? Dạ. Dạ, nội bán sao gì ngon quá vậy nội? Bán sao lá cẩm. Dạ, con sao này là sao gì nội? Sao này sao đậu, sao này đậu. Lá cẩm. Dạ, bây giờ một gói bao nhiêu nội? Gói 5 ngàn hả nội? Trời, có 5 ngàn ha. Dạ, gói vậy là 5 ngàn. Dạ, vậy là nguyên một cái thao sâu này thì nội bán thì nội lời được khoảng bao nhiêu nội? Trời ơi, chừng vài chục ngàn hả nội, bị gì đâu, biết bây giờ mất quá. Dạ. Mà bán thì không lên giá được ha. Bán không lên giá cũng vẫn bán nhiêu đó hả? Dạ. Rồi nội năm nay là bao nhiêu tuổi rồi nội? 69 tuổi nè. 69 này ha. Dạ. Bán mà... này mới được 70. Dạ. Còn mấy ngày nữa được 70 rồi, 2 dạ. tháng nữa. Dạ đúng rồi. Rồi nội là bên đạo gì vậy nội? Đạo Phật đó hả? Đạo Phật. Nào giờ nội có máy nghe pháp hay máy giảng kinh gì không? Cũng thích nghe cái đó lắm á. Dạ, nhưng mà nội có không?
Không. Không có máy ha. Dạ. Hôm nay là con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, tặng cho nội phần lì xì. Dạ, cảm ơn cậu. Cú ích lòng nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Không có chút rồi đó. Con xin phép anh Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe pháp giảng kinh nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi gửi tặng cho nội. Dạ, anh Chí nha, ở Mỹ tặng cho nội nha. Cái này mình đang sạc rồi mình để mình nghe. Dạ đúng rồi. Dạ, nó về nó nhờ cháu của mình mở nha. Dạ dạ. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 68. Một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 240. Dạ. Rồi con xin anh Chí ở Mỹ nha, tặng cho bác phần quà. Cô ích lòng nhiều. Chúc bác sức khỏe. Giờ mua mai bán đắt. Cảm ơn chú, còn chú lấy số đi. Dạ không, con không có lấy số tại vì không phải tiền của con. Dạ. Dạ, thông cảm con nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2023. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của hai nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bà con khó khăn ở tại đây. Đầu tiên thì em còn giữ 1 triệu. 1 triệu của chị Dung ở bên Mỹ mà em phát là chưa có hết, thì bữa nay em sẽ phát cho hết. Ngoài ra thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí là gửi cho em là 10 triệu. Kèm theo đó thì cô chú anh chị có thể thấy đây, đây là 20 cái máy giảng pháp mà anh Chí mong muốn gửi đến cho các đoàn ngoại lớn tuổi để nghe kinh, bớt về đau nhức, bệnh tật, cũng như là có một cái sự may mắn trong cái cuộc sống. Rồi bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi chợ Rồng Riềng chung với em ha. Thời điểm bây giờ thì nó mới khoảng là 6 giờ thôi cô chú anh chị. Em thấy bà con ở đây hình như có vẻ như là nó cũng thức hơi bị trễ hay sao á. Mặc dù là giờ này mà em cũng không có thấy người mua bán nhiều lắm. Với lại cái khu vực ở ngoài này á, là em quay ở ngoài này là chợ Bách Hóa đó. Phải thành ra là mua bán quần áo, giày dép thì cũng không có nhiều. À, cô chú anh chị xem ha. Vậy khu vực xung quanh đây như thế này. Cái đường ngoài chợ. Thì cái khúc ở này là nó khá là rộng nha. Dạ. Còn cái khúc ở bên trong thì nó không có được rộng như vậy. À không, cái khúc đường ngoài này nó rộng, nhưng mà cái đường mà đi tới đây á cô chú anh chị thì nó cũng không có rộng được như vậy đâu. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi vào bên trong chợ nông sản chung với em ha, để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Thì như là cô chú anh chị cũng biết là thường thường là những đầu ngoại lớn tuổi thường là ở miền Tây là bán rau là chủ đạo, hoặc là bán vé số. Dạ, bây giờ là cũng 6 giờ rồi mà sao cái số lượng người ở chợ có vẻ như là thị trấn này thức cũng hơi trễ hay sao ấy. Đây, này là mấy cái tiệm tạp hóa. Có một bà ngoại bán rau ở đây. Cái đường nó thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà đường đi tới thì nó cũng tương đối. Mặt ngoài đường thì nó cũng tương đối chạy thoải mái. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại quay bán gì ngoại? Hả? Ngoại bán gì vậy? Bán thịt không nè. Dạ.
Mấy cái này là ngoại tù nhà hay ngoại mua bán lại? Mua bán lại ở dạ. Đậu người ta đó. Ở đậu người ta nữa hả? Ở đậu đất người ta đâu có chỗ chậm. Dạ. Còn anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 82, còn mấy ngày tháng nữa 83 rồi. Trời ơi, chúc mừng sức khỏe của ngoại. Ừ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Trời, cũng ghê ghê hoài con ơi. Dạ. À, ngoại có gia đình không? Có. Dạ. Con cũng lớn hết rồi ha. Con đi tứ tán chân, còn có hai chồng già nè. Dạ. Còn một ngày mình bán cái này mình lời được khoảng nhiêu ngoại? Trời ơi, ngày lời 30-40 ngàn. Ủa, ít gì hả ngoại? Bán giùm ta, ta cho tiền. À, đây là bán giùm người ta đó ha. Ừ. Vậy là ra ngồi chợ ha. Dạ rồi. Cho tiền, người ta ngồi đây người ta cho gạo, cho đồ mình ăn vậy. À, con hiểu rồi. Hôm nay là con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm là chị Dung ở Mỹ có phần lì xì tặng cho ngoại. Mua ít đồng nhiều. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Cảm ơn nha con, cầu chúc con mạnh giỏi hoài nha. Dạ. Ờ. Dạ, mua mai bán đắt nha ngoại. Ờ, cầu chúc cảm dạ. Ơn nha con. Dạ. Ờ, nghiệp. Ngoại có thích nghe máy giảng pháp không? Hả? À, ngoại bên đạo gì? Đạo Phật. À, ngoại nào giờ có máy nghe pháp, máy giảng kinh gì không? Có. Dạ. Mà không có tiền mua cái điện thoại đó. À. Mình dạ. Nghe mình giỡn đặng mà mình đọc kinh đọc đồ nè. Dạ. Ở trên Bình Dương ta gửi gì cho mình à. Niệm Phật niệm đồ nè. Dạ, là cái dòng niệm Phật đó ha. À. Hôm nay là con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nha, máy nghe kinh. Ngoại lấy giùm con đi ngoại. Đây hả? Dạ. Trời ơi, trời tội nghiệp không? Dạ. Ơi. Này quý quá rồi. Quý quý. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe, này cục sạc. Dạ. Cái máy trong đó với sợi dây trong đó nha ngoại. Cảm ơn em chú ơi, chú. Dạ. Của người sống bằng đống vàng á, chú được đống vàng á. Cảm ơn ngoại. Ừ. Dạ. Có trong số đó, đặc biệt lại kiếm tôi. Dạ rồi. Rồi con chúc ngoại sức khỏe. Ừ. Mua cảm ơn đắt. Ừ, cảm dạ. Ơn nha con. Dạ, dạ. Cảm ơn ngoại. Ủa ngoài chợ cá với chợ rau là đi đường nào ngoại? Đường này nè. Dạ bên đây. Ừ, đường này đường dưới. Dạ, cảm ơn ngoại nha. Dạ, ừ. Con đi nha nha ngoại. Ừ. Còn bên đó là chợ gì vô ngoại? Chợ mình bán cháo, bán đồ thôi. À, bán đồ ăn ha. Ừ, dạ. Ở dưới mới bán rau ha. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Ờ, cảm ơn nha con. Dạ. Cầu chúc gia đình hùng mạnh giỏi hết nha con. Dạ, cảm ơn ngoại. Vậy là bán rau là đi hướng này. Đây có một cái ngôi Hưng Hòa Tự, cái chùa thì phải. Bán heo quay chật quá. Giờ đây bán bánh mì. Dạ, con chào ngoại. Ngoại mày bán gì vậy ngoại? Bán cá sặc nè chú ơi. Cá sặc hả ngoại? À. Dạ. Cá này bây giờ 1 ký bao nhiêu ngoại? Ký 35 ngàn. Trời, sao rẻ dữ vậy hả ngoại? Bởi vì ngay chân cái vụ mà người ta bơm nước nè. À dạ. Rồi cái ai cũng có, thành ra rẻ. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại?
76 tuổi. Dạ, yeah. Cái này là chắc mình mua đi bán lại không mày? À, không có, có thằng cháu nội nó 12 tuổi rồi. À. Nó đi mò người ta bơm nước cạn đó rồi mấy cái chủng chủng đó rồi yeah. Nó mò nó bắt. À dạ. Yeah. Rồi cho ngoại đem ra bán nữa ha. À. Ngoài ngoại bán hết cái này thì được 5kg, chắc con nghĩ 5kg không ngoại ha? Không có đâu, 3kg trở lại hả? 3kg là khoảng có 100 ngàn thôi. Dạ, mà ý là làm sẵn hết vậy đó ha. Ừ, mà muốn chết, chú ơi, tối ngày qua hai bà cháu mà muốn chết luôn. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Giờ thì đi cà gung gung có hai cái đầu gối nè. Dạ. Đi cái xuồng ta đắp đập rồi đó. Dạ. Rồi bơi lại đập rồi... thằng cháu nó lên bờ nó nắm cọng chỉ xích vậy nè, nó bệnh mạnh vô rồi bò nắm cọng chỉ xích ăn bò lên. Trời ơi, không có nó đâu có đi được. Dạ. Nhờ có thằng nhỏ đó. Dạ, hôm nay thì chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Hôm nay con thay mặt một nhà hảo tâm đó là chị Dung ở bên Mỹ. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Nhân dịp năm mới thì ngoại chuẩn bị 77 tuổi rồi. Dạ, còn ngoại... tháng mai 2 tháng gì nữa, 77 rồi. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, mong mai bán đắt nha. Nhiều đây bận tôi 2-3 ngày rồi. Dạ. Một ngày hai bà cháu là mần là được nhiêu đó. Dạ. Nó mò gì rồi hai bà cháu mần á. Dạ. Nhiêu đây là mừng dữ lắm, mừng rồi. Dạ, mừng dữ. Lát cháu nội nó lợi nó mừng, nó nhảy tưng tưng chân quay. Dạ. Nội nội có thích nghe giảng pháp không? Nghe giảng pháp thích dạ. Dữ lắm. Mà từ đó về nội có máy không? Có ở chùa cho ăn cái mà giờ hư rồi, hư lâu rồi. Hư rồi ha. Ờ, bằng đêm đem vô mùng kêu thằng cháu bắt cho nội nghe. Dạ. Mê dữ lắm mê. Hôm nay là con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho nội một cái máy giảng pháp mới nha. Dạ, dạ nó lấy giùm con một cái đi nội. Là cái đường trong này đó hả? Dạ đúng rồi, kinh ngơi niệm Phật rồi trong đó đó. À. Dạ, cái này là cái cục sạc. Rồi con chúc nội sức khỏe nha. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chúc cho bà này là đúng chỗ. Dạ. Bữa nay không có thằng cháu đi bán. Dạ. Thấy thằng cháu đi bán này chú rất thương luôn. Dạ. Giăng lưới bán cá đi. Dạ. Ra. Con nhìn con biết à. Cảm ơn cô. Rất thương lắm. Dạ. Ngoại duy nhìn sức khỏe nha. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ buôn bán bán đất. Con chào ngoại. Dạ. Dạ, cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán điều chứ bán rau chứ ơi. Bán điều chứ bán rau. Dạ. Cái này là đồ nhà hay mua đi bán lại cô? Đúng. Dạ, bây giờ cái này bao nhiêu một ký cô? 30. Dạ, 30. Chị nghe nói cho cái đồ tụng kinh niệm Phật tôi rất thích. Ôi chị. Thầy Nhuận Đức ở trên gì ở Vũng Tàu đó thầy phát cho Phật tử mình đây xa quá tôi thích. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái máy này là của thầy thích Nhuận Đức luôn. Ô, trời ơi, tôi nghe thầy hàng ngày, tôi nói ngày đêm tôi giờ dạ. Tôi không có nghe mê gì. Dạ. Chồng tôi nói trời ơi sao mê thầy Nhuận Đức quá mê thầy luôn. Dạ rồi. Trời vậy ơi, thôi hôm nay tôi hỏi gì ơi thuốc có gì có hỏi tao uống cái gì không á thầy mấy tụng kinh. Dạ đúng rồi. Trời ơi tôi rất là quý luôn. Cái này thì ở đây đi mua đây không có. Dạ đúng rồi ít có mua được tôi lắm. Rất quý thầy trọng dạ lắm. Cái máy này là của anh Chí ở Mỹ gửi tiền mua từ thầy. Dạ thầy nhờ chú hả? Dạ. À, trời ơi sao bữa nay tôi hên dữ anh trời. Chí ở Mỹ tặng cho cô ha. Thầy lắm. Dạ nghe thầy ngày đêm luôn, nghe thầy ngày đêm luôn đi. Chúc ngủ cô cũng sức khỏe nghe nữa mà. Dạ cái này tôi sạch phải không? Dạ đúng rồi. Trời nay có duyên gặp chú nè. Dạ đúng rồi có duyên rất đó. Thích luôn nghe. Cảm ơn cô. Cảm ơn mà anh Chí mà, dạ. Dạ chú Chí rồi cảm ơn thầy cảm dạ. Ơn chú luôn. Dạ cảm ơn cô. Tất cả mọi người mạnh thần chúc cô sức khỏe. Cái này mua không có. Dạ đúng rồi mua không có người bán đâu. Tôi rất thích luôn. Dạ. Mê thầy ngày đêm luôn. Tôi dành dạ. TV với cháu tôi mà. Tôi dạ. Nghe thầy. Trời dành TV luôn. Dành TV. Rồi cháu nó mở ba cái chương trình của nó đó. Dạ. Rồi tôi nói cho bà nội nghe đi bán vậy nè, đi bán dạ. Rau rồi về nhà là nghỉ thời gian xả hơi là mở thầy nghe. Dạ. Nghe thầy rất lợi ích lắm. Dạ. Nghe thầy rất là cái tâm mình an lành. Cảm ơn cô. Rất là lợi ích lắm nghe thầy rất là lợi ích đi nghe chú. Dạ. Cảm ơn chú. Con chào cô nghe. Dạ rồi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 69. 69 rồi, cô cho xem mặt cái được không? 69. 69 hả? Dạ. Dạ. Một ngày mà cô bán hai cái mâm này thì cô lời được khoảng bao nhiêu? Không có nhiều đâu chú. Dạ. Bán đồ nhà vậy chừng trăm ngàn, trăm dạ. Mấy là nhiều. Dạ. Dạ. Bán đồ nhà bữa nào cũng thấy sao rau canh như dạ. Này. Dạ. Bữa nay không có rau canh mệt quá không cắt được rồi thôi. Dạ.
Hôm nay con sẽ thay mặt anh chị Dung, nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì tặng cho cô. Dạ. Chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Thầy nha. Dạ. Đây cô Dung. Dạ. Ở Mỹ. Con nghe hoài là mà không có thời gian là phải. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Dạ, con chào bác. Bác bán gì vậy bác? Sáng đầu lại quay sớm vậy. Dạ. Quay là tặng quà chứ không phải là quay mà hỏi chơi đâu. Rồi, sáng đâu quay sớm vậy. Dạ, vậy thôi chào bác. Dạ, con chào ngoại. Mày ơi, ngoại bán gì ngoại? Bán đồ nhà đó con ơi. Dạ. Muối, rau, rồi này kia mỗi bữa. Dạ, có nhiêu đây thôi hả ngoại? À, không, rồi sáng bán được ít rau găm, rồi này kia. Dạ. Có gì bán đấy con ơi. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 60, tới là 67 rồi đó. 67 ha. Dạ, vậy là nếu mà một ngày mình bán cái này mình trừ hết chi phí thì mình lời được khoảng nhiêu ngoại? Trời ơi, bán đồ nhà mà đâu có lời gì đâu con. Thí dụ như là con bán con đủ tiền cá hấp trong nhà, con khỏi xứng tiền túi. Dạ. Đó, nó vậy đó. Nhiêu đó là đủ rồi ha. Dạ. Dạ, dạ rồi. Hôm nay thì con thay mặt chị Dung, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại, của ít đồng nhiều. Dạ, cảm ơn cậu. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, mua may mắn. Cảm ơn của cô đó. Dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Dạ. Dạ, con xin phép. Dạ, con chào nội. Nội ơi, nội bán gì nội? Dạ, bán rau. Dạ, bán rau. Dạ. Bán đậu rồi ha. Dạ, nội cho con xem mặt cái được không? Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 80 rồi cậu. 80 hả nội? Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Vậy chứ mình nghèo mà đi bán cậu ơi. Dạ, vậy là khó khăn quá nội ha. Dạ. Nghèo mới đi bán. Một ngày mình lời được khoảng bao nhiêu nội? Mấy chục hả? Ít dữ vậy hả nội? Dạ. Dạ. Đây là gian hàng của nội bán nè cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ sử dụng tới số tiền 1 triệu của anh Chí nha cô chú anh chị. Hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, có phần lì xì tặng cho nội, cố ít lòng nhiều. Chúc nội sức khỏe. Cảm ơn cậu. Dạ, mua may bán đắt. Dạ. Dạ, gửi tặng nội. Dạ. Nội có thích nghe Pháp, nghe giảng Pháp, đọc kinh gì không? Dạ, không biết chữ. À, không biết chữ nhưng mà nội có thích nghe không? Dạ, thích. Dạ, nội bên đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật nha. Dạ. Để con xin anh Chí tặng cho nội một cái máy nha. Dạ, nội lấy giùm con đi à. Dạ, không. Dạ, cái nào cũng được nội, giống nhau hết. Cái này là cái máy giảng Pháp, cái này cục sạc. Rồi, chúc nội sức khỏe nha. Dạ. Ba cô bên đây mới đông, cô dưới gì? Có 10.000, cắt tươi một vòng 10.000, ớt một vòng 10.000, tóc tải một ký 10.000, bông hàng một bó 30.000, đồng que một ký 25.000. À, khu bên đây là giống như cái khu chợ cũ á. Còn cái khu mà em bắt đầu đi là khu chợ mới thì phải. Ủa, cho ra chợ Dòng Riềng này là rộng lắm nha cô chú anh chị. À, để em đi hướng này thì em đi ngược từ từ ra. Chỗ này là chỗ bán gạo. Dạ, mấy chị mấy cô bán cá cho chị, mua tép đi. Bán tàu, con cá đây. Chợ xếp lớp mà nhỏ. Ủa,
Dạ con chào nội. Nội nó bán gì nội? Bán chè xăm. Dạ chè xăm rồi chè này chè gì vậy nội? Chè này khoai môn ha. Này xăm bổ lượng. Còn này là chè bắp ha nội. À đậu xanh ha. Dạ. À nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 88. 88 rồi hả? Trời bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Khỏe còn khỏe. Rồi chúc mừng nội. Một ngày mà nó bán hết mấy cái này thì nó lời được khoảng bao nhiêu? 100, 200 mà cũng vô nó làm. À. Ngọt ra chừng cho nó mình đồ ăn. À, dạ. Bán, dạ rồi. Dạ, hôm nay thì con sẽ thay mặt ha. Anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội. Dạ. Của ích lòng nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Dạ mua ai bán đắt nha. Dạ. Nội dạ. Nội dạ. Nào giờ nội có nội bên đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật. Nội có máy nghe pháp, máy giảng pháp gì không? À, không có. Không có ha. Con xin anh Chí tặng cho nội một cái máy nha. Dạ. Máy giảng kinh đó nội. Rồi nội lấy giùm con cái đi nội. Cái này cái máy nè. Dạ cái máy nghe pháp đó. Máy giảng kinh Phật đó. Cái này Phật không à? Dạ đúng rồi. Chúc nội sức khỏe nha. Dạ. Dạ giữ gìn. Dạ mua mai bánh đắt nha. Rồi con chào nội. Đi cũng hoành khỏe. Dạ cảm ơn nội. Dạ đúng rồi đi đại á chứ em đâu có biết ai đâu. Em ở xa lắm. Dạ. À dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ. Mày ơi mày bán gì vô ngoại? Dạ, bán mắm con. Bán mắm hả ngoại? Dạ. Mày bán mắm cá gì vô ngoại? Này cá lóc đồng không dạ. À cá lóc cá rô đồng. Dạ còn cá này cá gì ngoại? Cũng cá lóc nhỏ cậu. Dạ ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 73. 73 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Sức khỏe hả? Nó gai cột sống rồi giờ nó nhức thần kinh tọ, nó nhức khớp. Dạ bệnh nhiều quá vô ngoại? Dạ. Dạ bây giờ cá này ngoại bán bao nhiêu một ký? Cái này được 250, cái này 200. Dạ. Cái này 150. Dạ. Một ngày mà mình trừ hết chi phí thì mình lời được khoảng bao nhiêu vậy? Dạ, cái này của nhà mần đó cậu. Dạ, là bữa nào có thì mới bán. Dạ, lâu dạ. Lắm 8 tháng mới bán đó. 8 tháng mới bán. Dạ, dạ mình cho mình ăn sống nó ngon á cậu. Dạ đúng rồi, để cho nó ngon thì mà ngon mới đem bán cho khách. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, cảm ơn cậu nha. Dạ, cảm ơn ngoại. À. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Yeah. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Yeah. Của ích lòng nhiều. Yeah. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe. Yeah. Và mua mai bán đắt. Yeah. Yeah. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Yeah. Ngoại mình bên đạo gì ngoại? Đạo Phật. À, từ đó tới giờ ngoại có hay nghe pháp hay giảng pháp gì không? Dạ không. Ngoại không có máy hả? Dạ không có, nghèo dạ. Lắm cậu, ở giữa ruộng vậy. Ở giữa ruộng luôn. Bây giờ nhà cửa nó muốn rủng hết trơn, dục mưa hết. Dạ. Rồi hôm nay con thay mặt anh Chí. Dạ. Tặng cho ngoại một cái máy nghe kinh. Dạ. Máy giảng pháp. Dạ. Dạ. Ngoại ha. Dạ. Có được mừng lắm cậu. Dạ. Đây ngoại lấy giùm con nha ngoại. Đây hả cậu? Dạ đúng rồi. Ngoại lấy cái nào cũng được, nó giống nhau hết. Giống nhau không hả? Dạ. Rồi cái này làm sao hát gì đâu cậu, chỉ giùm đi. Dạ rồi. Đây ngoại muốn chỉ thì con hướng dẫn cho ngoại nha. Dạ. Cái này cục sạc nè ngoại. Dạ. Yeah. Nào giờ có biết gì đâu cậu. Dạ, thằng mày ở giữa đồng nó cũng hơi khó. Có cái này nghe mừng lắm, ở giữa đồng buồn chết luôn. Dạ, rồi, rồi con hướng dẫn cho ngoại nha. Giờ ngoại mở cái này ra. Dạ. Dạ rồi. Nó vô hả? Dạ không, cái máy này máy giảng pháp, máy giảng kinh. Nghe kinh. Dạ rồi, rồi đây ngoại thấy cái này, ngoại bật cái nắp lên. Này hả? Dạ, dạ, ngược ngược lại ngoại. Đây mày bật lên. À. Đây. Dạ đúng rồi. Đây là cái máy. Cái máy. Dạ, còn cái cục sạc đó là với chung với cái dây sạc này nha ngoại. Dạ. Rồi mày lấy cái máy ra, mày lấy cái máy ra đi. Dạ dạ. Đợi con chút xíu. Dạ. Cái này là ngoại ngay chỗ cái sợi dây nha ngoại. Dạ.
nó có cái đầu gạt này ngoài 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 gạt xuống giùm con đi, cái đó là ngoài mỡ đó. À, mỡ. Dạ. Nhà sạc chỗ nào? Dạ. Cái đó là mình bắt lớn nhỏ hả? Dạ đúng rồi, lớn nhỏ là cái bánh xe này. Dạ. Mà đẩy lên là lớn. Dạ. Kéo xuống là nhỏ. Dạ. Dạ. Nhà sạc chỗ nào đâu? Dạ, sạc thì sạc ngay cái đầu chỗ nhỏ nhỏ chỗ này. Dạ. Dạ. Còn bên đây là cái đèn pin. Dạ. Dạ. Mày bấm vô đây ha. Dạ. Là chỗ đèn pin này nó sáng lên. Dạ. Rồi bấm cái nữa là tắt. Dạ. Mà máy này nó hết pin rồi. Dạ, mày ha. Cảm ơn nhiều nha cậu. Chúc ngoại sức khỏe, ngoài về ngoài sạc nha. Dạ. Dạ, cái cục sạc á, chung với cái dây sạc nha. Cậu trai. Dạ, rồi con năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 70 thôi con á. À, nó bán gì vậy? Hả? Nó bán gì? Trời ơi, mua cá mớ mớ con ơi. Dạ. Đi bán rau, hỏi bà này kia. Dạ, con năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. 63 hả? À, nghe dạ rồi, à. Đây con gửi tặng nha. Nghe không à? Dạ. Con đi hậu lên coi nghe. Đây toàn là dân già khổ mấy bà này con. À. Rồi chúc nội sức khỏe nghe, với tấm lòng của anh Chí nghe. À, à. Dạ. À, cho dì xin cái. Dì có điện thoại thì dì nghe điện thoại giùm con đi. Thầy con hỗ trợ cho người già trên 70 thôi nha, à, thông cảm giùm con nghe. Dạ. À vậy hả? Rồi thôi gửi tặng cho cô. Bữa tại cái điện thoại cục bắp mì đâu có bấm được. Điện thoại này đâu bấm được đâu, cô cháu. Cô lấy cái cục sạc bên hông con. Dạ rồi. Dạ đúng rồi. Rồi con xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, chúc ngoại sức khỏe. Quan tâm. Hy vọng là sẽ gặp lại ngoại trong năm sau. Bác này bị mất một cái chân nè, cô chú anh chị. Dạ, con chào bác. À, bác bán vé số hả? Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. 62, dạ. Bác có thể nói cho con biết vì sao mà mình mất cái chân không bác? Bị thiếu đường đó, rồi nó nổi mùa hoài bầu, nó bắt cá nè. Dạ. Rồi cà tới cà lưu, nó bể đi, nó... Rồi giờ phải cưa rồi, cái chân gì đó ha? Dạ, cưa 4 tháng mấy. Dạ. Bây giờ một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ, sao bác bán ít vậy? Không có số. Dạ, vé số không có nhiều ha. Dạ. Hôm nay là con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần quà nhỏ nhỏ tặng cho bác, chú ít lòng nhiều, chúc bác sức khỏe, phục hồi nha, và mua mai bán đắt. Dạ. Bác có thích máy, bác có thích nghe giảng pháp kinh Phật được không? Dạ có. Mà bác có cái máy đó nghe không? Không, chưa có máy. Chưa có ha. Rồi con xin anh Chí tặng cho bác một cái máy luôn nha. Bác lấy giùm con đi bác, cái nào cũng được bác. À. Rồi bác lấy cái cục sạc ở bên hông giùm con nè bác. Rồi chúc bác mua bài bán đắt nha. Phục hồi sức khỏe. Chào bác. Dạ, chào bác. Chợ này rộng thì cô chú anh chị. Dạ con chào cô. Dạ. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Cô bán hộp dịch. Hộp dịch hả cô? Ờ, hộp dịch. Mấy cái này là đồ nhà hay là mình mua bán lại cô? Đồ nhà. Dạ. Dịch của mình, dịch nhà nó đẻ đó. Dạ. Dạ. Dạ, ngày nào cũng đẻ được gì không cô? Ờ, một ngày vậy là 80 mấy con mà nó đẻ được 6 mấy hộp. Dạ. Ừ, cũng đỡ. Dạ. Ờ, nó cũng chưa đến độ không. Dạ, bây giờ một chục mình bán được nhiêu cô? Ờ, bự thì bán được 27 ngàn. Dạ. Con nhỏ thì 25. Dạ. À, sau cùng mà nó còn cặn cù thì nó nhỏ nữa thì mình bớt nữa. Dạ. Ờ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Ờ, cô 66. 66 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe cô như thế nào? Sức
sức khỏe cũng yếu, hai cái chân nó bị khớp. Dạ. Đi cũng không có được, nhưng mỗi lần là nó cứng cỏi. Dạ. Dạ, mà đi cũng hơi cà xích gì đó mà cũng phải đi em. Dạ. Mình cũng xuống bến rồi là nó lỗ đó, mình bán lẻ nó đỡ hơn. Dạ đúng rồi. Nếu mà giao cho anh ta thì không có lợi nhiều. Giao anh ta thì nó rẻ hơn cháu. Dạ. Hôm nay là con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Có phần quà nhỏ nhỏ tặng cho cô. Gì đó hả? Của ít lòng nhiều. Thôi chúc cô sức khỏe. Cô cảm ơn nha. Dạ, mua may bán đắt nha. Dạ, cũng cảm ơn cháu nha. Dạ. Đi đứng gặp may mắn. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, cháu xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ. Dạ, con chào nội. Nội, nội bán gì nội? Bán đủ thứ nè. Dạ. Chiều cái đi hái, sáng đi bán. À, chiều đi hái rồi sáng đi bán. Mà tới giờ này nội dọn ra hình như hơi trễ rồi nội. Mới dọn ra nè. Dạ. Nội cho con xe mặt cái được không? Được, dạ phụ rồi. Dạ. Bảy mấy rồi nội? 75 rồi. 75 rồi hả nội? À, một ngày mà nội hái là nội hái buổi chiều hả? À, bây giờ đi chợ về phải bắt đầu hái. Dạ. Hái cái lạc tới tối 7-8 giờ mới rồi lại kia nọ vậy đó. Dạ. Cái tháng đi bán. Dạ, nội cho con xe mặt cái được không? Được. Dạ. Hôm nay là con thay mặt một ngày mà nó bán hết cái này mình lời được khoảng nhiêu nội? Của nhà ba không có lợi. Dạ. Bán một ế, có bữa ế không mà đâu. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí nha, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần quà nho nhỏ tặng cho nội. Cú ít lòng nhiều. Cảm ơn. Chúc nội sức khỏe giữ gìn. Dạ, mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Cũng cảm ơn nha. Dạ. À, mừng lắm. Dạ, nội, nội mình bên đạo gì nội? Dạ, nội bên đạo gì vậy nội? À, nội có thích nghe pháp giảng kinh gì không? Bộ lần đây có thích lắm chứ. Dạ. Giảng lần nghe. Mà nội có máy nghe không? Không có điện thoại. Rồi, hôm nay con thay mặt anh Chí luôn tặng cho nội một cái nha. Nội lấy giùm con một cái đi. Rồi, nội lấy cái cục sạc bên hông giùm con luôn. Cũng là tấm lòng của anh Chí ha, tặng cho nội. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi chúc nội giữ gìn sức khỏe. Mua qua bán đắt nha. Dạ. Dạ. Thôi mua ít đó hả? Dì bán vậy. Dì ba không gầy và cháu có bán không? Bà nghĩ hả? Em đi nhiều khi là chợ mới dọn luôn. Rồi chào anh. Con me gì nấu canh chua hả anh? À, nấu kho cá linh. Ôi trời ơi, con gì bằng? Cá linh kho me là đặc sản miền Tây mùa nước lũ. Dạ. Rồi được rồi. Nội ơi. Dạ, nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 68. 68 ha. Một ngày mà nội bán hết cái này mình trừ hết chi phí thì mình lời được khoảng nhiêu nội? Có đâu rau đồ nhà bẻ không à? À dạ, giờ bán 200 ngoài. Dạ, mà bán ngoài nhiều ít. Bán xong thì mình mới về. Dạ là đi Mỹ hái ha. Dạ. Bữa nào mình mà khỏe thì mình bẻ nhiều, còn nếu mệt thì bán ít chứ. Vừa hái mà vừa phải đi bán nữa. Dạ. Trả tiền hả? Ủa quên. Dạ. Dạ không sao, quên mốt trả gấp đôi. À, này 18 với năm là 23. Dạ. Dạ. Bà không quên à? Dạ. Đâu sáng mở hàng mà. Thấy phải nói chuyện đi. Dạ. Quên thôi chứ mày mua lên. Rồi hôm nay chia sẻ với nội nha. Dạ. Con thay mặt anh Chí, nhà hảo tâm ở bên Mỹ, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội. Cú ít lòng nhiều. Chúc nội sức khỏe. Cảm ơn, tại vì biết sao không, tôi ăn tương thầm, tôi không có ăn cái gì nhiều đâu mà có tiền tôi bẻ ra tôi bán. À, nếu mà vậy thì nội có thể nhận cái phần quà này, rồi nội thấy ai hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều nội, lắm. Dạ, ở nội đây cũng xin cho. Cho dạ. Vậy là cảm ơn nha. Dạ. Thay mặt cái nội, vậy là nội nào giờ có máy nghe pháp, máy này niệm Phật gì không? Có hết, nghe tối ngày luôn. Dạ có ha. Dạ. Với học pháp gắng học chứ. Cảm ơn. Vậy mà giờ này mà mình không học là đâu có được đâu. Dạ. Gắng cố gắng. Mà thời gian mà nó nhiều hơn cái thời nghỉ. Dạ.
tối mặn lạc cao này rồi tới 10 giờ rồi. Dạ. 10 giờ cái ngủ tới thức hồi 3 giờ tới giờ. Dạ. Dạ, nội giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, con xin phép cho nội. Trời ơi, tôi kiếm lại nói chuyện lại cho người ta. Rồi bữa nay có lấy không? Cô này cũng mang chân không luôn. Dạ, con chào nội. Cô ơi, cô bán rau hả? Ờ, cô bán rau con. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô 63 tuổi rồi. 63, dạ, đi chân không đau không cô? Cô dạ. Nhỏ tới lớn cô đi. Dạ, vậy cô hái rau cô bán hả? Cái này rau của cô trồng, rau đai nha con. Rau đai, bây giờ bó được nhiêu cô? Cô bán bó có 5 ngàn, dạ. Bán là 10 ngàn. Dạ, ít dữ vậy hả? Dạ. Một ngày mà cô đi ra chợ cô bán thì cô được khoảng bao nhiêu cô? Theo như rau nhiều là cô bán được 200-300 lần. Dạ. Mà bữa nay ít xíu, bữa nay được có 6kg. 6kg là được có 3... Có 60 ngàn. Có 60 ngàn, à dạ. Tại bữa nay cô ít. Dạ, hôm nay thì con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, à. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô. Mang ơn con. Chúc cô giữ gìn sức khỏe. Rồi rồi, cô mang ơn con. Dạ, và hái được rau nhiều hơn nữa nghe. Dạ. Dạ. Rồi. Mang ơn cái cậu gì ở dạ. Dạ. À, anh mang Chí. Mang ơn con nha, anh dạ. Chí. Nha. Rồi, chào nội cô nghe. Dạ, dạ. 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 Cô. Bữa nay không lấy nữa đâu. Không lấy này cho chị. Đây. Lấy không? Ơi, mở cái miệng lưỡi. Ung thư lưỡi hay cô? Ủa, cái lưỡi mà cũng ung thư được nữa hả cô? Nó gớt lưỡi đất luôn. Trời ơi, ghê dữ vậy. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 57. Còn một ngày cô bán được nhiêu tờ? Bán 100 tờ, 120. Dạ. Rồi thôi con xin anh Chí ha. Dạ. Tặng cho cô một cái phần quà. Dạ. Vậy là con cô chết đâu đi làm gì được ha? Không, nó dạ. Nó mới chết rồi để đứa cho nội là có 12 tuổi. Ủa vậy là mới mất luôn hả? Mới mất. Rồi thôi chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Để lo cho cháu của mình nha. Tấm lòng của anh Chí nha. Dạ. Dạ. Vì mua gạo cho nó. Dạ. Rồi con chào cô nghe. Đồng. Dạ. Chú bị bệnh á, là bệnh quá chị không được, bây giờ đi bán số hàng ngày kiếm gạo ăn. À, năm nay là bác nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. À, giờ là bằng chú thôi ha. Dạ. Chú bị bệnh gì vậy? Bệnh này ho xỉn rồi á. À. Hen rồi, mệt, dạ. Nó mệt. Hồi lúc khỏe thì chú làm công việc gì? Cũng bằng này kia, bán này kia thôi. À, dạ. Giờ số nghèo quá, số bậy. Dạ. Bây giờ ngày chú bán được nhiêu tờ? Chờ con cây số. Cây số con 120. 120 à. Dạ, lời cũng ít ha. Dạ. Hôm nay con cũng thay mặt anh Chí, dạ. Ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho chú phần quà. Dạ. Nhỏ nhỏ nha. Dạ. Chú ít lòng nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú phục hồi sức khỏe. Hôm qua bán đắt nha. Dạ. Rồi, chào chú. Bà già đó 80 tuổi kìa. Dạ ở đâu ạ? À? Bán ngộ bán rau đặng cho không về thì có nó đi mua rau bán mà. Dạ. Kìa đó. Dạ. 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 Dạ hơi đông hơn này cô chú anh chị. Ủa sao nãy giờ con không thấy ngoại ta? Lấy đồ đó, lấy à. Bán kiếm tiền mua gạo ăn con à. Ăn vậy là nãy giờ là ngoại đi lấy đồ bán ha. Lấy hạnh đó. Này đâu có gì thì. Gà, hạng trai. Dạ, ngoại hình như người Khmer phải không? Khmer. Dạ. Người Miên. Ngoại năm nay nhiêu tuổi đâu ngoại? 7 mấy rồi. 7 mấy ngoại? 75. 75 hả? Dạ. Một ngày mà mình bán trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu tiền lời ngoại? Trời ơi, có khi không có bạc nữa. Dạ. Có khi không có đồng xu nữa. Ừ, biết cái đạp kìa. Thiếu mở kinh luôn hai lần. Dạ. Rồi nhiều khi bán cũng không có tiền đem về nó nhiêu mà hết. Dạ đúng có rồi. Hai vợ chồng già đó, dạ. Không có nhà vợ xưng có trò này nữa. Dạ. Vậy chứ con ẩm mắt rồi con cũng khổ. Ừ. Hôm nay là con xin phép anh Chí ở bên Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại phần quà. Ừ, cô ít lòng nhiều nghe. Ừ, cảm ơn con. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Trăm ngàn bác còn mừng. Có con không cần còn mừng nó mua được gạo. Dạ. Hai dạ. Vợ chồng dạ. Dạ mua mai bán đất nha. Hai ba người dạ. Đi dạ. Kiếm dạ. Đi mua hành để cho người ta. Dạ. Cô bán gì? Cô bán rau mà đặng. Cô bán khúc nào? Cô bán ngày nãy cho bà già nãy. À, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô 63. À. Một ngày thì cô bán thì cô trừ hết chi phí thì mình là được khoảng bao nhiêu? Còn có mười mấy ngàn, 20 ngàn hả con ơi, ngày nào cũng lặn lội vậy nè. À, dạ. Ta chân. Vậy là cô lời cũng ít quá hả? Ừ. Dạ rồi. Cô hái rau đồng có đi cô bán. Cô đồng hái không á. Dạ. Hôm nay con cũng thay mặt anh Chí ha, ở Mỹ, tặng cho cô một phần quà nhỏ nhỏ. Ừ, cô cảm ơn con. Chúc cô gia đình ngon miệng. À, cô cảm ơn con ha. Dạ.
tấm lòng của anh Chí ở Mỹ. Cảm ơn nói nha. Con trai nghe. Dạ, con xin phép chào bữa nay được gạo ăn. Được chọn gạo thì mua được chục rồi nè. Dạ. Cảm ơn con trai ơi. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Quay chụp này luôn anh ơi. Dạ. Dạ. Dạ để cháu đi từ từ. Tôi còn cái máy hát đó hả? Dạ còn. Tôi còn cái máy cho tôi hát mà hồn nó nín hồn nó ấy hổng gài tôi đem sửa quà chưa ba lần. Vậy là hư pin rồi. Dạ thôi con gửi tặng. Không phải nó hư. Nó hư là ông Việt Tiến dặn ông nói nó bị lỗi đi. Dạ đây gửi tặng cho nội. Vậy là cảm ơn. Anh Chí nghe. Tặng cho nội luôn. Dạ. Rồi chúc nội sức khỏe nha. Dạ muốn nghe hả? Nãy giờ con không nghe cô xin thành ra con đâu có dám cho. Con ngại lắm mà. Dạ. Ba nó phải cho con xin. Tại vì mấy cái này cho nhiều khi người ta nói mình chù người ta. Không có đâu. Thành ra là con không có dám. Này đang mà mình cũng hiền rồi đó. Bởi thành ra con phải hỏi mới được. Chứ không có chù gì đâu. Dạ. Rồi. Có gì là ta chù cũng không có sao nữa. Dạ, chúc cô sức khỏe nghe. Cảm ơn cháu hen. Dạ. Cháu xin phép. Anh ơi cho con một cái. Dạ thông cảm nha. Em gửi người lớn tuổi không à. Dạ. Dạ. Không có điện thoại để nghe kinh hả? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 59 anh. 59 là 60 hả? Thôi, gửi tặng cho cô một phần đi ha. Một. Không có xài điện thoại, biết điện thoại sao đó. Đây, gửi tặng cho cô một cái máy nghe kinh nha. Tấm lòng của anh Chí ở Mỹ ha. Dạ, rồi gửi tặng cô. À, tại vì 70 trở lên con mới gửi được mà tại vì mấy người tha thiết quá thì con mới gửi. Không gỡ không có. Ờ chào anh. Sao anh biết em nữa? Ủa trời ơi lên đây bán này hả? Cuộc sống luôn xinh mà. Lên mút tới đây luôn. Dạ. Trời ơi lên đây bán rồi vậy lợi được nhiêu anh? Hả? Tốn anh ở đây luôn hả? Thì em qua đêm rồi vài ba bữa về Vĩnh Long vậy đó. Trời ơi bán mút trên đây luôn. Dạ. Đâu có... Cuộc sống luôn xinh phải chơi nổi. Đâu có lợi lớn gì đâu. Mà về Vĩnh Long thì anh cũng ở nhà trọ mà. Dạ đúng rồi cũng ở nhà trọ. Dạ chứ cũng đông phải nhà anh. Dạ. Nhưng mình qua đây hai ba người mình ở cái chỗ qua đêm hùng nhau. À hùng nhau dạ. Ha, anh ha. Dạ. Chứ dạ. Mình ở một mình ở sao đó. Dạ. Là anh bán với ai nữa? Có hai em nó bán cánh mấy chợ khác. À anh thì bán chợ này ha. Thôi gặp đi nhau rồi. Đây thì cái duyên. Đúng rồi. Thì rồi. Thôi em cũng thay mặt anh Chí ha. Dạ dạ. Ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho anh 10kg gạo. Dạ cảm ha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Chí nhiều ha. Dạ. Chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ dạ cảm ơn anh dạ. Chí. Cảm ơn. Chào anh nha. Cứ dừng lại. Dạ cảm ơn. Dạ. Hôm qua bán đắt nha anh. Dạ dạ dạ. Rồi không ngờ lên đây gặp đồng hương nữa chứ. Có duyên có duyên. Dạ có duyên có duyên. Xuống dưới đây xa lắm cô chú anh chị. Từ Vĩnh Long mà xuống dòng Riền này là hơn em nghĩ là hơn 100 cây số. Anh chạy chợ rồi lên đây anh ở trọ để anh bán rồi anh về Vĩnh Long là cái chỗ Trường An đó cô chú anh chị nhưng mà chỗ đó cũng là nhà thuê. Em biết hoàn cảnh anh ấy rồi cũng xin anh Chí tặng một phần nho nhỏ. Đây là một cái đường nho nhỏ. Cô bên đây là bán cá, bán gà, bán gì? Cô đang xài điện thoại gì vậy? Cô hả? Dạ. Điện thoại cô không có nhớ đâu, cô không có biết nhớ bắt. Mà không phải dặn kinh nghe rằng mình giải trí ban đêm á. Rồi. Mới nghe nói. Mới nghe nói cô lại hỏi con. Dạ rồi, thôi cô tha thiết. Bây giờ con xin anh Chí tặng cho cô một cái nha. Rồi, cô cảm ơn. Dạ. Chịu phái nghe dặn kinh lắm. Dạ. Rồi, gửi tặng cô. Rồi, cô cảm ơn con nha. Em nuôi chồng bệnh tâm thần á, anh một tiếng nữa. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Không có, nó số chịu đã bên 240 tờ.
Chồng bị bệnh thận dạ, nằm bệnh viện nghiền nè. Dạ bị lâu rồi, bao dạ, lâu rồi chị? Bệnh từ nhỏ lớn rồi. Dạ. Rồi thôi em cũng thay mặt anh Chí nha, tặng cho chị phần quà. Dạ. Chúc ông xã chị phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Chị mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Rồi chào chị nha. Đây bán tôm phải nói quá là nhiều luôn cô chú anh chị ha. Thì dùng nước dưới này thì nó cũng nước lợ lợ đó. Em nhìn mấy cái đoạn đường ngắn ngắn mà không thấy người lớn tuổi á, thì em sẽ đi tiếp. Những hoàn cảnh với số mà ngày hôm nay trẻ trẻ mà em có sự gửi ưu tiên tí thì cô chú anh chị cũng hiểu cho em ha. Tại vì những hoàn cảnh chịu chia sẻ về những cái khó khăn trong cuộc sống, về gia đình, người bị bệnh, người mất, và cũng xin nhà hảo tâm hỗ trợ ưu tiên hơn. Và sau ra em thấy chợ Dòng Riền này người ta làm như đi chợ cũng trễ lắm hay sao cô chú anh chị? Xin lỗi. Thấy giờ này mà cái người đi chợ nó cũng hơi ít, mà thấy người bán này nhiều. Dạ, đây là cái bến đò. Ủa cái này bán rau ở trên xuồng luôn hả cô? Không có, cái này bà này bà chạy vỏ bà đi bán. À, dạ. Hay quá. Dạ. Còn cô là cô bán gì? Dạ. Chúc cô sức khỏe. Mấy cái này phải nói là quen dữ lắm mới mới chạy được đó cô chú anh chị. Lắc lư lắc lư. Thì chứ em nhìn những cô chú anh chị nào mà đi sông nước được á, em cũng ngưỡng mộ lắm. Em không có biết bơi á, mà thành ra nhiều khi em xuống ghe này em không dám xuống luôn, lắc mà lắc lại. Đây những sạp thịt di động. Đây chỗ bán thịt, em vô chợ trái cây để cô chú anh chị xem nha. Trái cây bán ở trong đây. Em thấy kiosk này chắc có lẽ cũng mới được sửa sang lại hay là mới được xây cất lại, cũng còn rất là mới luôn. Nó là những người bán vé số là rất là nhiều luôn đó cô chú.
ơi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 54 rồi. Ngày cô bán đi nhiêu tờ? Ngày có 100 mấy à. Dạ. Đâu bán cỡ này chậm lắm chú ơi. Cho gà bà con này bán cũng ít nha. Bị đông người bán rồi chú. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho cô phần quà nhỏ nhỏ. À, chúc gia đình cô ngon miệng ha. Dạ. 5 ký gạo. Dạ ở đâu chú? Cái này là tặng người mua đây phải không? Dạ. Đâu anh Chí ở Mỹ. Dạ, ngày cô bán được nhiêu tờ? Có 150. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 rồi cậu. Dạ. Người chị nãy giờ có nhận chưa? Em chưa, em mới ra, em mới nhà chồng. Mới nghe nói rồi. Cho em xem mặt đi. Dạ. Cho em xem mặt đi. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Em bán, em không có vốn, có nửa cây. Dạ. Tiểu đường, hơi dạ. Khổ lắm. Dạ rồi, hôm nay là con cũng thay mặt ha, anh Chí ha. Dạ. Thôi tặng cho mình cái phần quà của ít đồng nhiều nha. Dạ. Rồi chúc chị có tiền nhà trọ ha. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Chí ở Mỹ. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn dạ. Lắm cậu ơi, khổ lắm cậu. Chúc cô sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Chị bị khuyết tật ha. Chào khuyết tật. Dạ. Bác có chồng ghé nào. Dạ. Thôi tặng cho cô nhà thêm một phần đi ha. Cảm ơn chú. Dạ. Cậu bác dạ. 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 Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi chào bà con. Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 74 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Trời cũng bệnh hoà có cũng bán những tiền ăn. Dạ. Bây giờ nội bán được một ngày bao nhiêu tờ? Mình bán một ngày có 100 nha, 70 vậy hả coi. Dạ. Nội bên đạo gì? Nội bên đạo Phật. Đạo Phật hả? Dạ. Nội có máy nghe pháp giảng pháp không? Dạ. Nó không có ha. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho nội phần quà. Dạ. Cú ít đồng nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ, giờ mua mai bán đắt nha. Cảm ơn. Ok, cảm ơn cả nhà. Con xin anh Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe pháp nha. Dạ. Máy niệm Phật. Dạ. Cái nội về nhà nội nghe nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này cục sạc là nội bỏ vô nha nội. Cái này con chỉ hỗ trợ cho người lớn tuổi thôi. Thông cảm giùm con nha. Dạ. Gửi cho cô. Dạ không, cái này cái máy nghe giảng pháp, giảng kinh đó. Chính cái giảng kinh cho bà già bà nghe. Dạ thông cảm con, không được nha. Tặng lì xì thì được. Dạ. Tặng lì xì không? Chị ngày bán được nhiêu tờ? Nhỏ con bán được. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Rồi thôi anh Chí tặng cho cô nha. Chúc cô sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Xin cái máy giảng kinh cho bà má. Thông cảm giùm em. Bà già. Không được nha. Nè, con là cháu của bà ngoại kia phải không? Ngoại bán cá sặc phải không? Dạ. Phải không? Nè, thôi chú thay mặt chú Chí tặng cho con nha. Con cảm ơn chú. Rồi, ngoan, chào con. Chào chú con đi. Ngoan, trời ngoan quá vậy. Dạ rồi, rồi thôi chào chị. Nói nhiều khi là mấy chỗ này em đi chỉ có một lần cô chú anh chị. Đã là em cũng muốn hỗ trợ cho bà con thêm một tí. Dạ con chào nội. Dạ, nội nội bán gì vậy nội? Bán sao cậu? Bán sao hè nội? Dạ. Dạ nội bán sao gì ngon quá vậy nội? Bán sao giá cảnh. Dạ. Còn sao này là sao gì nội? Sao này sao đậu. Sao đậu. Giá cảnh. Dạ. Bây giờ một gói bao nhiêu nội? Gói 5.000. Rồi có 5.000 ha. Dạ. Vậy là 5.000. Dạ. Vậy là nguyên một cái thao sôi này thì nội bán thì nội lời được khoảng bao nhiêu nội? Trời ơi, chừng vài chục ngàn à cậu ơi, bị gì đâu biết bây giờ mắc quá. Dạ. Mà bán thì không lên giá được ha. Bán không lên giá cũng vẫn bán nhiêu đó hả? Dạ. Rồi nội năm nay là bao nhiêu tuổi rồi nội? Dạ, 69 tuổi rồi. 69 này ha. Dạ, Tết này mới được 70. Dạ. Còn mấy ngày nữa được 70 rồi, 2 dạ. Tháng nữa. Dạ đúng rồi. Rồi nội là bên đạo gì vậy nội? Đạo Phật đó. Đạo Phật. Nào giờ nội có máy nghe pháp hay máy giảng kinh gì không? Cũng thích nghe cái đó lắm á. Dạ, nhưng mà nội có không? Không. Không có máy ha. Dạ. Hôm nay là con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, tặng cho nội phần lì xì. Dạ, cảm ơn cậu. Cú ít lòng nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ. Dạ. Mua mai bán đắt nha. Không có chút rồi thôi. Con xin phép anh Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe pháp giảng kinh nha. Dạ. Rồi gửi tặng cho nội. Dạ, anh Chí nha, ở Mỹ tặng cho nội nha. Cái này mình đã sạc rồi mình để mình nghe. Dạ đúng rồi. Dạ, nó về nó nhờ cháu của mình mở nha. Dạ dạ. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 68. Một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 240. Dạ.
Dạ. Rồi con xin anh Chí ở Mỹ nha, tặng cho bác phần quà. Cô ít lòng nhiều. Chúc bác sức khỏe. Giờ mua mai bán đắt. Cảm ơn chú, còn chú lấy số đi. Dạ không, con không có lấy số tại vì không phải tiền của con. Dạ. Dạ, con cảm con nha. Cảm ơn chú. Dạ. Ngày chỉ bán được nhiêu tờ? Ngày có 2 cây. Dạ, 240. Ngày thôi hôm nay em thay mặt anh Chí nha, tặng gia đình 5 kg gạo. Chúc gia đình ngon miệng nha. Dạ. Ngày chú bán được nhiêu tờ? 240. Dạ, tặng chú 5 kg gạo nha. Chúc chú gia đình ngon miệng. Cảm ơn. Chào chú. Rồi con chào mãi nha. Ngày bác, quay lên Kiên Giang mình. Chào bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 rồi. Ngày bác bán được nhiêu tờ bác? Được 300 mấy. 300 mấy hả? Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ ha, tặng cho bác phần quà nha. Cô ít lòng nhiều. Chúc bác sức khỏe. Mà ơi. Giờ mua quay bán đắt. Nha. Chào bác. Bán với số hả? Dạ. Dạ, cô nào bán? Cô này. À, dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 73 chút. À, một ngày ngoài bán được bao nhiêu tờ? Có 180 à. Sao ngoài bán ít vậy? Bán không được, bởi vì ta bán đông quá rồi bán đẩy sốc con ngày chú ơi, có dạ. Mình lên. Còn bà đi xe vậy rồi tốn hết nhiêu tiền xăng ngày? Ngày 15 ngàn. Dạ, chắc là do chân ngoài đi không nổi hả? Giò nó đau quá. Dạ, hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho ngoại phần quà. Cô ít đồng nhiều. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ, cảm ơn cậu nha cậu. Giờ mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Bữa được 5 ngàn mà ăn uống này kia còn có 20-30 ngàn. Dạ. Để có khăn con cậu. Không vui cậu. Dạ, nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. Dạ, một ngày bán được nhiêu tờ nội? Bán có 120. Dạ, sao nội bán ít vậy? À, tại vì lội không nổi, chân đau. Dạ. Đi đau. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho nội bằng lì xì. Của ít lòng nhiều. Chúc nội sức khỏe. Dạ, mua mai bán đắt nha. Rồi, chào nội. Cảm ơn cậu nha, cậu sức khỏe giỏi. Con cảm ơn. Cảm ơn cậu. Nội có thích nghe giảng pháp không? Dạ. Nội bên đạo gì? Đạo Phật. À, rồi con thay mặt anh Chí tặng cho nội cái máy nghe giảng kinh nha. Rồi, kinh Phật. Cảm ơn cậu. Dạ, anh Chí ở Mỹ. Cậu có còn không cho tôi ra dạ. Một cái tôi nghe với cậu. Dạ được. Dạ. Con chào nội nha. Đi chùa hoài hả? Dạ. Dạ cảm ơn nha. Dạ, anh Chí ở Mỹ tặng cho cho ngoại nha. Dạ. Dạ. Rồi, con chào nội nha. Dạ. Cái này cũng sạc. Dạ. Dạ. Dạ, năm nay mình nhiêu tuổi rồi cô? Hôm nay là 70 rồi. À, ngoại đang bị bệnh gì mà con thấy nổi ốm quá vậy nội? Sơ gan. Ồ vậy hả? Nội bên đạo gì? Đạo Phật. À, hôm nay con thay mặt anh Chí nha. Dạ. Tặng cho nội một cái máy giảng pháp. Dạ. Nội nghe cho mình bớt bệnh nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Với con thay mặt anh Chí tặng cho nội phần lì xì nha. Dạ. Chúc nội sức khỏe. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn. Chào dạ, nội. Cảm ơn anh Chí nha. Dạ. Chí cảm ơn nội. Cảm ơn rồi, em hết 20 cái máy. Chú ơi, có điện thoại trong kinh hả chú? Dạ, con hết rồi. Dì hả? Thông cảm giùm con. Nghe nó kinh là mừng dữ lắm rồi. Nhỏ kia bà kia mới nói lại chính danh kinh rồi. Dạ, con hết rồi. Thông cảm con nghe. Dạ. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Năm nay chị Trang 68 tuổi rồi. Dạ. Rồi thôi con xin anh Chí ở Mỹ nha. Tặng cho ngoại phần quà. Của ít đồng nhiều. Chúc ngoại sức khỏe rồi, nha. Rồi, chúc chú khỏe nha. Dạ, khỏe dạ, mua bánh đắt nha. Dạ, nông sản. Rồi anh Chí ơi, em trao hết máy rồi. Với lại em cũng đi... nói chung là em đi khu chợ mà đông nhất rồi đó. Dạ thì chắc có lẽ là em sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Dạ. Để em sẽ tổng hợp lại cái số tiền mà em còn giữ anh Chí bao nhiêu. Để em sẽ tiếp tục thay mặt anh Chí để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo nha. Dạ đây. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Vậy là em còn 3 triệu 300 ngàn từ tấm lòng của anh Chí Nguyễn. Em sẽ hỗ trợ cho bà con khó khăn ở khu vực chợ tiếp theo. Thì chân thành cảm ơn chị Dung và anh Chí ở tại Mỹ đã hỗ trợ những phần quà gửi đến cho bà con ở tại chợ thị trấn Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhất là không quên cảm ơn cô chú, anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Để em tặng cho chú này. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Tết năm ba. Thôi anh Chí ở Mỹ tặng chú 5 kg gạo nha. Cú ích lòng nhiều. Dạ, cảm ơn nha. Chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo ạ.